3.800 là số lao động mà các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang tuyển dụng từ sáng 27 tháng 2 đến 17 giờ cùng ngày. Hoạt động tuyển dụng này diễn ra trong khuôn khổ sàn giao dịch việc làm cố định lần thứ nhất năm 2019 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo đó, có hai cách để người lao động tìm kiếm việc làm như sau. Cách thứ nhất là người lao động đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh trong ngày 27 tháng 2 để tìm kiếm công việc phù hợp. Cách thứ hai là khai thác thông tin tuyển dụng các doanh nghiệp và các doanh nghiệp cũng có thể tiếp cận các hồ sơ xin việc của người lao động thông qua Cổng Thông tin Việc làm Quốc gia và Cổng Thông tin Việc làm thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê, sàn giao dịch việc làm cố định lần 1 có tổng cộng là 125 doanh nghiệp tham gia, trong đó có 30 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp, hơn 3.100 vị trí làm việc, 95 doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến với nhu cầu là 700 lao động. Nhu cầu tuyển dụng đang tập trung vào các lĩnh vực như dệt may, tài chính, chứng khoán, bất động sản, điện, điện tử, kinh doanh và quản lý, quản trị, văn phòng, khách sạn, du lịch và dịch vụ, xuất nhập khẩu, kỹ thuật, cơ khí, bưu chính viễn thông, v.v.